Nong nghệ số. À. Từ mai áo kia này nó, mai kia này nó. Ồ. Ồ, cái tờ kia kia. À. Sẽ đạt đi. Quy dục. Tao không cầm như đi. ពីក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដង
chân nhôm thử thơ tầm ná ngơ phì mong buôn chất lưu tờ dô bồn tú đàm bây giờ mà chụp ôn ôn xảy rốt nơi là tì còn tập mà ước phong mai bằng phôn bà chẳng là phong mai bằng phôn tờ mơ tất cả một việc tờ ngọc ní tha nhôm ngơ phì mong buôn giúp đàm bây chi mà tô tờ dô bồn tú dô mà chụp ôn rốt nơi tập mà ước bà chẳng chơi tờ ná là phong mai bằng phôn bà tổng chơi. Bạn phục mai bóng phố là lợi ní khi nhóm cực phong là thua tầm ná tám lưu để cho bà phôn tui chạy qua ta mò bị sọc cho ông sàn vinh mà đong. Bà tại sao quạt mò lên giấy rõ đó nè. Bà chẳng là nhóm thua tầm ná phê dục phê chất lưu mong buôn và thua tầm ná mà đo chúng nó lan lưu nông quên nhé. Nhóm lan để cho bà phôn tui vinh mà đong bà chẳng rõ chẳng tạm đàn tầng hợp ní phục mai bóng phố bà. Và phục mai bóng phố là lấy nhóm bàn phương nào mà đó bên lá này lấy chua với bọn tôi đi. Tôi cũng đang quay thoát tôi xa với đi. Và lấy bàn mà đó lấy. Bây giờ còn bà mà giờ còn làm bấy tới tắc mấy làm bấy chua phí rốt đó nè. Và chẳng mưa có to tiền. Và lấy. เงี้ยเราเงี้ย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 เงี้
Bong 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 mai lời bàn chùa với nè từng pi bàn chùa khnì hai bà kí nước kia khlang hay nè ôn đi quạt mao dùng mũi ôn tu đai hay quạt thả quạt lưng tim mũi là quạt mao tì còng phồng bẩn nhá nè là ngay tì còng tạt khmai mình tì còng phồng bẩn nhá và mưa kì sweet kê bọc mai bóng ôn này sweet kê hay bóng lưu sâu có tha chết miền nằm đăng lõ mày đấy bóng bà chết miền nằm đăng lõ ấy bóng chạp chạp nâng ấy bà chạp chạp nâng ấy chẳng ấy chẳng xâm lẹ bọc mai bóng ôn sân bà chạm vịt ấu cơ rối bóng vịt ấu cơ rối chạm bóng hai bọc mai bóng ôn vật đăng thật ngày khai nằm nà chẳng ấy bà bóng nâng ấy bà ô ngon lắm với
bảy ngày ấy. Tại thứ bây giờ dương thở tư rồi. Cứ ba cái tư. Bọn ai tên tiên hay nhà lá gồm? Bọn coi lên phá lên nhập បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ